Hà Ngân kính chào quý vị đang xem bản tin tổng hợp thứ Bảy ngày 30 tháng 12 của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị một ngày mới thuận lợi và bình an. Cảm ơn quý vị đã nhấn like và theo dõi kênh cũng như lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ mỗi ngày. Ngay sau đây là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Tin Việt Nam. Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt lãnh án 25 năm tù. Đốt ô tô Mercedes trong rừng sâu để che giấu vụ tai nạn giao thông. Lấy ý kiến cộng đồng về dự án xây khách sạn trong vườn quốc gia Tam Đảo. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mua hoa ế 30 Tết ở bến Bình Đông. Cảnh tượng kỳ quái trên chuyến bay từ Việt Nam thu hút 15 triệu lượt xem. Giá vàng rơi tự do, nhà vàng phải báo cáo các giao dịch từ 400 triệu đồng. Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023. Cục xuất nhập khẩu ra khuyến cáo vận chuyển hàng qua khu vực Biển Đỏ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh cụm cộng đồng chung tương lai với Việt Nam. Đại sứ Knapper, nền kinh tế Việt-Mỹ gắn kết hơn bao giờ hết. Tin tức trên thế giới. Thế hệ trẻ Trung Quốc thất nghiệp đổ xô tìm nhà nghỉ để sống qua ngày. Trung Quốc chỉ trích Mỹ gay gắt ngay sau khi nối lại đối thoại quân sự cấp cao. Nga phóng tên lửa UAV nhiều chưa từng thấy vào Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine chỉ trích châu Âu không biết cách tiến hành chiến tranh. Chiến sự Trung Đông, người Iran phẫn nộ kêu gọi tấn công Israel. Mỹ trừng phạt mạng lưới hỗ trợ tài chính cho Houthi. Venezuela ra lệnh quân đội hành động trước mối đe dọa quân sự từ Anh. Công đoàn Argentina kêu gọi tổng đình công trên toàn quốc. Pháp cấm bao bì nhựa cho sản phẩm tươi sống từ năm 2024. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 29 tháng 12, sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á và Học viện Quân y. Là người lãnh mức án cao nhất, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị tuyên 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 10 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù. Hai bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Học quân sự, Học viện Quân y và Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ lần lượt bị tuyên án 12 và 15 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bốn bị cáo còn lại, trong đó có 3 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y cũng bị đề nghị tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng từ 4 đến 7 năm tù. Tòa cũng tuyên các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính được Việt Á chia. Sau phiên tòa trên, Tổng Giám đốc Việt Á sẽ có 4 ngày trước khi tiếp tục bị xét xử ở phiên tòa thứ 2 do Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử ngày 3 tháng 1 năm 2024 tới liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ điều tra vụ một người đàn ông lái xe ô tô gây tai nạn ở thành phố Đà Lạt, rồi chạy xe vào rừng đốt xe để phi tang. Theo thông tin ban đầu, người dân ở xã Lát, huyện Lạc Dương vào chiều ngày 26 tháng 12 phát hiện ô tô 4 chỗ, biển số Đồng Nai cháy trơ khung sắt ở trong rừng, biển số bị tháo nên báo cảnh sát. Công an huyện Lạc Dương khám nghiệm hiện trường, trích xuất hàng loạt camera xác định ô tô này trước đó 3 hôm đã va chạm với xe máy ở thành phố Đà Lạt, làm một người bị thương. Vào cuộc điều tra, công an xác định ông Hoàng Khắc Vũ, 50 tuổi, ngụ xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, là người có nhiều nghi vấn nên mời lên để làm rõ. Bước đầu khai với cảnh sát, ông Vũ cho biết sau khi gây tai nạn khiến người đi xe máy bị thương, ông đã cố lái xe về xã Lát cách nơi tai nạn hơn 30 km. Lo sợ việc không dừng cứu chữa người bị thương, ông đã lái ô tô vào rừng gần nhà đốt phi tang. Công an huyện Lạc Dương đang hoàn tất hồ sơ bàn giao vụ việc cho công an thành phố Đà Lạt xử lý. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến cộng đồng đánh giá tác động môi trường liên quan đến dự án xây khách sạn trong vườn quốc gia Tam Đảo. Theo báo cáo, chủ dự án là liên danh Công ty Cổ phần Sông Hồng Tam Đảo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô. Hiện trạng rừng khu vực thực hiện dự án bao gồm rừng phục hồi, đất trống có cây gỗ tái sinh, rừng hỗn giao gỗ, che nứa và các loại đất khác. Về hiện trạng cao độ nền xây dựng, khu vực lập quy hoạch có địa hình đồi núi tương đối dốc, độ cao của toàn khu vực từ 780m đến dưới 1.000m so với mực nước biển. Mục tiêu dự án để đầu tư, thuê môi trường rừng thực hiện đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí kết hợp với đó là bảo tồn môi trường sinh thái, bảo vệ và phát triển rừng. Tổng diện tích thuê môi trường rừng tại Vườn Quốc gia Tam Đảo để thực hiện dự án là 35,7 hectare, thời hạn thuê 30 năm. Theo kế hoạch,
Dự án xây dựng mới công trình khách sạn 225 phòng và các khu bungalow thiết kế đạt tiêu chuẩn 4 sao. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ lấy ý kiến tham vấn cộng đồng về dự án này trong 15 ngày kể từ ngày 27 tháng 12. Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội định kỳ vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố cho biết, năm nay thành phố sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương ở bến Bình Đông, quận 8 để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán. Hoa được thu mua sẽ dùng để trang trí đường hoa xuân nghĩa tình tại bến Bình Đông. Theo ông Hòa, hoa sẽ được mua đều cho tất cả chủ ghe có mặt vào ngày tất niên. Dự kiến vào ngày 30 tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân quận 8 sẽ trao đổi với các chủ ghe để thống nhất về số lượng, giá cả. Chợ hoa Tết trên bến Bình Đông thường họp một tuần trước đêm giao thừa ở ven kênh tàu hủ Bến Nghé. Đa số ghe thuyền cập bến bán hoa, cây kiểng để trang trí Tết từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp. Vài năm trở lại đây, vào trưa 30 Tết, hoa bị ế bị ép giá khiến tiểu thương chọn cách đập hoa, phá cây. Đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho hay việc này giúp chia sẻ một phần khó khăn với các tiểu thương và hạn chế cảnh đập bỏ hoa ế gây phản cảm. Nếu cách làm này hiệu quả, từ năm sau sở sẽ mở rộng ra các quận huyện khác. Truyền thông trong nước đưa tin, mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh tượng lạ trên chuyến bay từ Việt Nam của một du khách Australia đã thu hút hơn 15 triệu lượt xem trên TikTok. Cụ thể, anh Brad Stewart, du khách đến từ Australia đã quay lại khung cảnh trên chuyến bay từ Hồ Chí Minh đến Melbourne. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, anh Brad Stewart không khỏi sửng sốt khi phát hiện những đốm sáng xếp hàng xen kẽ trong đêm đen và đăng lên mạng xã hội hỏi mọi người, ai đó có thể nói cho tôi biết chúng là gì không? Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ lên mạng đã tạo nên hàng loạt chủ đề bàn luận cho mọi người từ Việt Nam đến quốc tế. Bên dưới phần bình luận, không ít người bất ngờ trước cảnh tượng hiếm có và càng đặc biệt hơn khi họ không biết chúng là gì và vì sao chúng lại có ở Việt Nam. Ngay sau đó, đã có nhiều người tìm ra được nguyên nhân. Thực chất những ô vuông ánh sáng này là phát ra từ các trang trại thanh long. Được biết, tại các trang trại thanh long nổi tiếng ở Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, vào buổi tối, nông dân trồng thanh long sẽ thắp đèn dưới mỗi bụi thanh long để thúc đẩy sự sinh trưởng, giúp cây phát triển tốt và rút ngắn thời gian cho ra trái để đáp ứng nhu cầu thu hoạch. Tiếp tục cập nhật tình hình giao dịch kim loại quý, giá vàng trong nước bắt đầu lao dốc từ chiều 28 tháng 12 sau khi Thủ tướng có công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan hữu quan triển khai các biện pháp ổn định thị trường vàng. Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 29 tháng 12, nhà đầu tư vàng miếng SJC liên tiếp chứng kiến những kỷ lục buồn. Đây không chỉ là phiên giảm sốc thứ hai liên tiếp với tốc độ rơi chóng mặt mà biên độ chênh lệch giữa giá vàng thế giới và giá vàng miếng SJC cũng được thu hẹp rất nhanh. Hiện mỗi lượng vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chỉ còn được mua vào ở mức 71 triệu đồng một lượng và bán ra với giá 74 triệu đồng một lượng, giảm 3 triệu 500 nghìn đồng ở hai chiều so với cuối ngày trước đó. Sau 2 ngày trượt dốc, giá vàng miếng SJC trên thị trường đã bốc hơi khoảng 9-10 triệu đồng một lượng tùy từng doanh nghiệp. Tại một diễn biến khác, Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng nghiêm túc báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên nhằm nhận diện mức độ rủi ro về rửa tiền. Theo một chuyên gia hàng chục năm kinh nghiệm trên thị trường vàng, các giao dịch mua bán vàng lâu nay rất khó xác định được người đứng sau là ai. Những người dân mua bán nhỏ lẻ thường đến giao dịch trực tiếp tại tiệm vàng. Song giới đầu tư nắm số lượng lớn vàng thường không hiện diện trực tiếp tại cửa hàng mà giao dịch nhiều lúc chỉ cần một cuộc gọi điện thoại. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 12,6 triệu lượt người, vượt mục tiêu 8 triệu khách quốc tế đặt ra từ đầu năm, nhưng mới bằng 70% năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong đó, khu vực châu Á là nguồn khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023 với 9,78 triệu lượt khách, dẫn đầu là thị trường Hàn Quốc, đóng góp gần 3,6 triệu lượt khách, Trung Quốc với 1,74 triệu lượt, tiếp đó là Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản. Nga phục hồi 19% và Anh 80% không còn nằm trong 10 thị trường hàng đầu Việt Nam, dù đây từng là hai thị trường đứng top vào năm 2019. Hai thị trường mới nổi là Campuchia và Ấn Độ với sự tăng trưởng đột phá. Cụ thể, thị trường Ấn Độ tăng trưởng 231% với hơn 392.000 lượt khách. Bên cạnh đó, một số thị trường Đông Nam Á vượt mức trước dịch như Campuchia 176%, Lào 122%, Singapore 106%. Nhìn chung, thị trường khách quốc tế từ châu Úc và châu Mỹ có mức phục hồi tốt nhất 99% và 93%, châu Âu 67% và châu Phi 63% phục hồi chậm, châu Á mới đạt 68%, trong đó thị trường Trung Quốc mới phục hồi khoảng 30%, dù từng chiếm hơn 30% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, thị trường Nhật Bản cũng mới chỉ đạt 62%.
Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa có thông báo đề nghị các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và logistics lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa sang châu Âu do những căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ. Theo thông báo này, thời gian vừa qua, tại khu vực Vịnh Aden và Biển Đỏ xuất hiện tình trạng tàu biển chuyên chở hàng hóa bị tấn công, dẫn đến việc một số hãng vận tải biển đã ra thông báo dừng vận chuyển hàng hóa qua khu vực Biển Đỏ, thay đổi lịch trình, chuyển hướng đi vòng qua mũi hảo vọng của châu Phi. Trước diễn biến này, Cục xuất nhập khẩu đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu theo dõi sát tình hình, chủ động lên phương án thích hợp, trao đổi với đối tác để trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đóng hàng, nhận hàng. Các doanh nghiệp khi ký kết và đàm phán hợp đồng thương mại, hợp đồng vận chuyển nên có điều khoản về bồi thường, miễn trách nhiệm trong các tình huống khẩn cấp, cần mua bảo hiểm đầy đủ để phòng ngừa rủi ro và tổn thất khi hàng hóa phải kéo dài thời gian vận chuyển hoặc gặp sự cố khi đi qua tuyến đường này. Nếu có vấn đề phát sinh, các hiệp hội, doanh nghiệp cần kịp thời trao đổi, phản ánh với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để cùng phối hợp xử lý. Trang Reuters đưa tin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm 28 tháng 12 cho biết rằng tuyên bố chung giữa Bắc Kinh và Hà Nội về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược. Theo đó, cộng đồng chia sẻ tương lai còn được Trung Quốc gọi là cộng đồng chung vận mệnh, là một khẩu hiệu chính trị được chính quyền Trung Quốc sử dụng để mô tả mục tiêu chính sách đối ngoại của Bắc Kinh. Trước chuyến thăm của ông Tập tới Việt Nam, các lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nói về việc Bắc Kinh sẵn sàng xây dựng cộng đồng này với Việt Nam. Trong chuyến thăm tới Hà Nội đầu tháng này để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với lãnh đạo ở Hà Nội rằng Trung Quốc và Việt Nam có chung khát vọng và vận mệnh. Các chuyên gia nói rằng Việt Nam chấp thuận tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc thay cho tầm nhìn cộng đồng chung vận mệnh do tính nhạy cảm của ngôn từ. Diễn giải về cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 14 tháng 12 cho biết, hai bên đồng thuận phát triển quan hệ hai nước cần tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế. Bà Hằng còn nói rằng Trung Quốc và Việt Nam thống nhất tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, kiên trì giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình. Theo người phát ngôn Việt Nam, đó là tương lai chung mà hai bên chia sẻ và hướng đến. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 28 tháng 12, ông Ngô cũng nói rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ tăng cường trao đổi về nghĩa vụ quân sự và vũ khí. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết thêm chi tiết về những sự trao đổi này. Theo giới quan sát, trong năm 2023, Việt Nam đã lần lượt nâng cấp quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới. Sau một loạt thỏa thuận ký kết, các đối tác hàng đầu của quốc gia Việt Nam hiện bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga. Các chuyên gia cũng nhận định là nước đứng đầu trong sản xuất của khu vực, Việt Nam ngày càng trở thành một quốc gia có tính chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để củng cố vị thế này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2021 từng sử dụng hình ảnh cây tre để mô tả cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Việt Nam là có nhiều bạn bè hơn, ít kẻ thù hơn. Năm 2024, Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp quan hệ với Úc lên đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm Việt Nam vào năm tới của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đang được cân nhắc khi cường quốc này đang tìm cách tăng cường quan hệ về an ninh và phát triển cơ sở hạ tầng với Việt Nam. Trong video được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam công bố hôm qua ngày 29 tháng 12, Đại sứ Mark Knapper khẳng định 2023 là năm tuyệt vời trong quan hệ hai nước, với sự kiện nổi bật là chuyến thăm lịch sử đến Hà Nội của Tổng thống Joe Biden và hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Mỹ đề cập đến các dự án đầu tư lớn của hai nước, trong đó có Amkor Technology khai trương cơ sở lắp ráp, kiểm thử và đóng gói chip máy tính trị giá 1,6 tỷ USD tại tỉnh Bắc Ninh. Tập đoàn VinFast cũng ký thỏa thuận xây dựng cơ sở sản xuất xe điện trị giá 4,5 tỷ USD tại bang Bắc Carolina. Đại sứ Knapper nói, đây chỉ là hai ví dụ cho thấy tầm quan trọng của thương mại song phương đối với khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hai nền kinh tế của chúng ta trở nên gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết. Đại sứ Mỹ cũng khẳng định hai nước đang hợp tác chặt chẽ hơn nữa về công nghệ mới nổi, cùng xây dựng điều kiện để các ngành công nghệ cao như bán dẫn khởi sắc. Trong tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ hồi tháng 9, hai nước tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó chính phủ Mỹ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu USD, cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai. Ngay sau đây là những tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thế hệ trẻ Trung Quốc thất nghiệp đổ xô tìm nhà nghỉ để sống qua ngày. Trung Quốc chỉ trích Mỹ gay gắt ngay sau khi nối lại đối thoại quân sự cấp cao. Nga phóng tên lửa UAV nhiều chưa từng thấy vào Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine chỉ trích châu Âu không biết cách tiến hành chiến tranh. Chiến sự Trung Đông, người Iran phẫn nộ kêu gọi tấn công Israel. Mỹ trừng phạt mạng lưới hỗ trợ tài chính cho Houthi.
Venezuela ra lệnh quân đội hành động trước mối đe dọa quân sự từ Anh. Công đoàn Argentina kêu gọi tổng đình công trên toàn quốc. Pháp cấm bao bì nhựa cho sản phẩm tươi sống từ năm 2024. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, thời gian gần đây, những nhà nghỉ dành cho du khách ba lô với mức giá vài USD một đêm đang trở thành nơi sống của nhiều người trẻ Trung Quốc không kiếm được việc làm. Theo ghi nhận, tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 16 đến 24 tuổi ở khu vực đô thị Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 21,3% vào tháng 6. Không chỉ vậy, một số thanh niên tìm được việc làm bị trả lương thấp đến mức không đủ khả năng đặt cọc cho hợp đồng thuê nhà dài hạn. Đối mặt với cạnh tranh khốc liệt trong thị trường lao động siêu cạnh tranh tại Trung Quốc, việc thuê nhà nghỉ với giá rẻ trở thành yếu tố quan trọng để giảm bớt chi phí sống. Các nhà nghỉ giá rẻ không chỉ là nơi ở, mà còn là nơi thanh niên chia sẻ những nỗi lo, hy vọng và tâm trạng tuyệt vọng trong bối cảnh thất nghiệp. Nhiều thanh niên cho biết những hào hứng ban đầu với cơ hội mới tại một thành phố lớn nay đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là những áp lực tâm lý khi phải đối mặt với những khó khăn trong quá trình tìm việc. Tình hình thất nghiệp ở Trung Quốc càng trở nên khó khăn hơn với những sinh viên mới tốt nghiệp. Những người này phải đối mặt với sự cạnh tranh từ những người đã tìm kiếm việc làm từ trước và nhiều người thậm chí phải chấp nhận những công việc có mức lương thấp mà không thể đảm bảo tương lai. Mới đây, chỉ một tuần sau cuộc đối thoại quân sự cao cấp giữa hai nước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã vừa chỉ trích Mỹ về việc can thiệp vào châu Á và giữ tư tưởng chiến tranh lạnh. Cụ thể, tại cuộc họp báo thường kỳ cuối năm, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Ngô Khiêm tố cáo rằng Mỹ đang tăng cường triển khai lực lượng ở châu Á-Thái Bình Dương, theo đúng tư duy chiến tranh lạnh và mục tiêu của họ là duy trì quyền lợi ích và quyền bá chủ. Trước đó, các quan chức quân sự cấp cao của cả hai nước đã có cuộc đối thoại nhằm cam kết khôi phục liên lạc để tránh hiểu lầm. Cuộc gặp giữa Thượng tướng Lưu Chấn Lập của Trung Quốc và tướng Charles Brown của Mỹ được xem là bước tiến tích cực. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn trách móc Mỹ đang kích động đối đầu và đồng thời hy vọng Mỹ sẽ thực hiện các hành động cụ thể dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ quân sự hai nước. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng lên án Mỹ về vấn đề Biển Đông, cáo buộc Washington thúc đẩy Philippines đe dọa và ép buộc Trung Quốc. Mọi lo ngại và căng thẳng này tiếp tục làm nổi bật sự căng thẳng và mâu thuẫn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là giữa hai cường quốc lớn như Trung Quốc và Mỹ. Trở lại với tình hình cuộc chiến ở Ukraine, vào ngày hôm qua 29 tháng 12, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine thông báo rằng Nga đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn, sử dụng 158 tên lửa và máy bay không người lái UAV nhắm vào loạt thủ đô chủ chốt của Ukraine. Theo thông báo, cuộc tấn công của Nga bao gồm 90 tên lửa hành trình KH-101, 555, 14 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-300, 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, 8 tên lửa diệt hạm siêu thanh KH-2232 cùng 36 UAV tự sát. Trước sự việc này, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cuộc tập kích có sự sử dụng đồng loạt của nhiều loại tên lửa và UAV như vậy, đồng thời tuyên bố rằng họ đã bắn hạ được 87 tên lửa hành trình và 27 UAV, tương đương 72% tổng số vũ khí được Nga sử dụng. Cuộc tập kích đã gây ra nhiều vụ nổ lớn tại các thành phố chủ chốt như Kyiv, Kharkov, Lviv và Dnipro. Có thông tin về ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Một số cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lviv và Kharkov bị hư hại và tại Dnipro, rất nhiều khu vực cũng bị tấn công. Thông tin từ Bộ Năng lượng Ukraine còn cho biết ít nhất 4 tỉnh ở miền Bắc và miền Nam nước này có thể bị cắt điện giữa mùa đông do cuộc tập kích của Nga. Hiện đây được coi là một diễn biến quan trọng trong tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga, khi cuộc tập kích này được mô tả có quy mô lớn nhất của Nga với việc sử dụng nhiều loại vũ khí lớn. Ở một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba mới đây đã than phiền về việc các đồng minh châu Âu không sản xuất đủ vũ khí và đạn dược để cung cấp cho chính phủ họ và Kiev. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn, ông Kuleba bày tỏ hy vọng nhận được nhiều hơn nữa viện trợ từ Mỹ và các đồng minh, đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng mở rộng sản xuất quân sự của Ukraine. Ông cho biết châu Âu không biết cách chiến đấu trong các xung đột và sản xuất vũ khí vì đây không phải là lĩnh vực kinh doanh phổ biến nhất. Được biết, Liên minh châu Âu EU đã cung cấp khoản viện trợ an ninh lớn cho Ukraine, trong khi Mỹ cũng đã chuyển giao nhiều lô vũ khí và đạn dược. Tuy nhiên, cả EU và Mỹ vẫn chưa cung cấp đủ đạn pháo và tên lửa như đã hứa trong những tháng gần đây. Ông Kuleba cũng nhấn mạnh lợi thế công nghiệp quân sự của Nga và thừa nhận rằng Nga đã đẩy mạnh ngành công nghiệp này lên mức cao nhất, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Ông chỉ trích phương Tây vì chủ nghĩa bảo hộ đang cản trở hoạt động sản xuất quân sự này. Tiếp tục với tình hình chiến sự Hamas-Israel, kể từ khi quân đội Israel bắt đầu chiến dịch tấn công vào ngày 7 tháng 10, tổng số thương vong tại Gaza đã lên đến hơn 21.300 người chết và 55.600 người bị thương. Đây là con số thương vong cao kỷ lục trong lịch sử xung đột tại khu vực này trong suốt 75 năm qua.
Hiện nay, tình hình nhân đạo tại Gaza đang ngày càng trở nên bi thảm, với khoảng 40% dân số đối mặt với nạn đói. Thomas White, giám đốc chương trình cứu trợ Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA, mới đây đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cứu trợ nhân đạo và nhấn mạnh rằng giải pháp tốt nhất hiện nay là đạt được một lệnh ngừng bắn mới tại Gaza. Trong một phản ứng đáng chú ý khác, hàng chục nghìn người Iran đã tập trung tại thủ đô Tehran để tham dự đám tang của tướng Razi Mousavi, một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel gần thủ đô Damascus của Syria vào đầu tuần này. Người tham dự đã kêu gọi tấn công Israel và Mỹ để trả thù cho cái chết của tướng Mousavi. Trước tình hình này, nhiều nhà phân tích khu vực bày tỏ lo ngại rằng vụ việc này có thể làm phức tạp thêm tình hình an ninh tại Trung Đông, mở đường cho các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang ủng hộ Iran nhằm vào lợi ích của Israel, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác trong khu vực. Truyền thông quốc tế đưa tin, mới đây vào ngày 28 tháng 12, Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên một cá nhân và ba công ty được cáo buộc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tài chính hỗ trợ phong trào Houthi tại Yemen. Cụ thể, theo ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính, tuyên bố rằng hành động này nhằm nhấn mạnh quyết tâm hạn chế dòng tiền bất hợp pháp dành cho Houthi, mà Mỹ cho rằng đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nguy hiểm đối với vận tải biển quốc tế và có nguy cơ gây bất ổn hơn nữa cho khu vực. Theo ghi nhận, cá nhân này là người đứng đầu một tổ chức tài chính tại Yemen, có hai tổ chức chuyển tiền tại Yemen và một ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các tổ chức và cá nhân này được cho là đã chuyển số tiền bất hợp pháp hàng triệu USD để hỗ trợ Houthi tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tàu vận tải biển quốc tế, gây bất ổn an ninh ở khu vực Biển Đỏ. Quyết định trừng phạt bao gồm việc cấm các tổ chức và công dân Mỹ tham gia giao dịch với những cá nhân và tổ chức nói trên, đồng thời đóng băng tài sản của họ tại Mỹ. Biện pháp này thể hiện quyết tâm của chính quyền Mỹ trong việc ổn định tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới qua Biển Đỏ. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã ra lệnh cho 5.600 binh sĩ tham gia tập trận phòng thủ sau khi Anh điều tàu chiến đến khu vực gần biên giới với Guyana. Trong tuyên bố ngày 28 tháng 12, Tổng thống Maduro lên án việc Anh triển khai một tàu chiến đến vùng biển ngoài khơi Guyana, mô tả nó là sự vi phạm tinh thần của đối ngoại, ngoại giao và hòa bình. Được biết, Venezuela và Guyana vẫn luôn căng thẳng do tranh chấp liên quan đến vùng Essequibo giàu dầu mỏ, đặc biệt sau cuộc trưng cầu dân ý của Venezuela ủng hộ biến Essequibo thành một bang mới. Lãnh đạo hai nước trước đó đã cam kết không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp. Động thái mới đây của Anh đã bị Venezuela coi là một mối đe dọa quân sự. Trước sự việc này, Tổng thống Maduro đã đưa ra lệnh kích hoạt hành động phòng thủ chung ngoài khơi vùng Essequibo và thông báo rằng 5.600 binh sĩ đã sẵn sàng tham gia. Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định Caracas có quyền thực hiện mọi hành động trong khuôn khổ hiến pháp và luật quốc tế để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải. Hiện sự kiện này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và đặt ra những thách thức mới cho việc duy trì ổn định và hòa bình giữa các quốc gia. Truyền thông nước Cộng hòa Argentina đưa tin, mới đây tổ chức công đoàn lớn nhất Argentina, Tổng Liên đoàn Lao động CGT, đã phát động một cuộc tổng đình công trên toàn quốc nhằm phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ do tân Tổng thống Javier Milei lãnh đạo. Nguồn tin cho biết, CGT kêu gọi người lao động tham gia tổng đình công vào ngày 24 tháng 1, phản đối các chính sách kinh tế mới được đưa ra nhằm giảm thâm hụt ngân sách và mở cửa nền kinh tế. Cuộc tổng đình công nhằm kêu gọi các nghị sĩ không thông qua các chính sách mới của chính phủ và phản đối nghị định cần thiết và khẩn cấp DNU. Ngày 27 tháng 12 vừa qua, nhiều tổ chức công đoàn và người lao động tại thủ đô Buenos Aires cũng đã xuống đường biểu tình phản đối các chính sách mạnh tay của chính phủ, bao gồm việc phá giá tới 50% đồng peso nội tệ, sa thải hàng loạt người lao động ở khu vực công, cắt giảm trợ cấp đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm cơ bản, bỏ trợ giá phương tiện giao thông công cộng và xăng dầu, cũng như nhiều trợ cấp xã hội và dịch vụ y tế công khác. Thêm vào đó, CGT cũng kêu gọi toàn dân xuống đường tuần hành và biểu tình trước Quốc hội, đồng thời đe dọa đệ đơn kiện lên tòa án tối cao để chống lại nghị định DNU. Hiện sự việc này đang nêu bật sự bất đồng giữa chính phủ mới Argentina và nhân dân về hướng đi của chính sách kinh tế và xã hội trong nước. Theo hãng tin France 24, mới đây chính quyền Pháp đã đưa ra quyết định áp dụng luật cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần kể từ ngày đầu tiên của năm mới mùng 1 tháng 1 năm 2024. Được biết, quyết định này nhằm cắt giảm việc sử dụng nhựa, đặc biệt là trong bao bì trái cây và rau quả tươi. Luật sẽ cấm sử dụng màng nhựa và thậm chí cả lưới. Tuy nhiên, dù đã nhận được sự ủng hộ từ công chúng, các nhà sản xuất thực phẩm tươi sống vẫn bày tỏ lo ngại và cho rằng họ chưa sẵn sàng để thực hiện sự thay đổi này. Ông Laurent Gardin, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất rau quả tươi của Pháp, chia sẻ rằng hiện vẫn chưa có vật liệu thay thế nhựa với giá cả phải chăng và có thể sử dụng thay thế ngay lập tức.
Trước tình hình này, chính phủ Pháp được cho là đã coi việc bán một số sản phẩm bằng nhựa dùng một lần là hợp pháp. Theo đó, có 29 loại thực phẩm hiện được miễn lệnh cấm này. Danh sách này bao gồm khoai tây và cà rốt thu hoạch sớm, bông cải xanh, nấm, salad, quả mọng và một số sản phẩm tươi sống khác. Ngoài ra, việc miễn trừ quy định này cũng sẽ áp dụng cho các mặt hàng được coi là dễ vỡ. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong ngày. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, yêu đàm hoa, thiên hoa triển hiện nhắn ta điều gì? Nhắn rằng buông bỏ hữu vi, xả buông chấp trước, sân si sở cầu. Nhắn rằng sinh mệnh từ đâu, nhân sinh thoát đã bạc đầu sớm mai. Quý vị thân mến, chắc hẳn quý vị đã từng nghe nói về một loài thánh hoa có tên yêu đàm bà la, 3.000 năm mới nở một lần. Tương truyền vào hơn 2.500 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng rằng khi yêu đàm bà la hoa khai nở cũng là lúc Đức Truyền Luân Thánh Vương hạ thế độ nhân. Và chủ đề trong phần nhân sinh cảm ngộ hôm nay sẽ tiết lộ cho quý vị những thông tin thú vị về loài hoa vạn cổ kỳ duyên này. Mấy năm gần đây, người dân trên khắp thế giới xôn xao về một loài hoa lạ có thể mọc trên thép, sắt, đá, gỗ, xi măng, thủy tinh, trên cả tượng Phật, trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như không có đất, ánh sáng hay nước. Hoa yêu đàm, loài hoa kỳ diệu này có hình dạng tựa như những chiếc chuông nhỏ, màu trắng tinh khiết, nhỏ li ti, thân mảnh như sợi tơ, trong suốt như pha lê. Đôi khi, mùi hương thơm ngát của chúng có thể ngửi được trong quá trình hoa nở. Thậm chí, nhiều người còn có thể nhìn thấy hào quang phát ra từ những bông hoa trắng muốt này. Và quả thật, hiện nay, loài hoa tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết yêu đàm bà la hoa lại khai nở khắp nơi và đã được các nhà khoa học khẳng định về những điều kỳ lạ của nó. Câu chuyện bắt đầu ở Ấn Độ từ cách đây hơn 2.500 năm. Khi đó, Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai công khai ngộ và bắt đầu hồng truyền Phật Pháp. Một lần trong pháp hội được tổ chức tại một bãi đất rộng trên núi. Khi ấy, 10 đại đệ tử của Phật Tổ và rất nhiều đệ tử khác đều có mặt. Một nữ đệ tử là Liên Hoa Sắc bèn hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng: Thế Tôn, Ngài nói tương lai sẽ có chuyển luân Thánh Vương hạ thế truyền Pháp, vậy người ở các nơi khác muốn nhận biết thì làm thế nào? Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đến khi có một loại hoa gọi là yêu đàm bà la nở rộ khắp nơi thì đó chính là điểm báo hiệu Thánh Vương đã tới. Loài hoa này không phải là hoa ở nhân gian, mà là hoa từ thiên thượng mang xuống điểm lành về chuyển luân Thánh Vương. Với những người khéo tích lũy thiện căn trong các con, ta sẽ đi theo bảo hộ cho tới khi các con gặp được Thánh Vương mới thôi. Lúc này từ không trung mưa rơi lất phất. Phật Thích Ca Mâu Ni miêu tả loài hoa này thân nhỏ như hạt mưa bụi, tuy nhìn rất mỏng manh nhưng không đâu là không thể khai nở. Mục Kiền Liên nói, Thế Tôn, Ngài có thể mở lòng từ bi cho chúng con được nhìn thấy bà la hoa này được không? Được, ta sẽ dùng Phật lực để xem có thể mang đến loài hoa này không. Nói xong, Phật Thích Ca Mâu Ni đưa tay ra, chỉ thấy trong tay xuất hiện một đám hoa màu trắng, li ti như những hạt bụi, thân trong suốt mỏng manh. Đây là yêu đàm bà la hoa ở không gian khác. Chúng thần trên thiên thượng đều muốn sớm thấy loài hoa này và mong mau chóng đắc được giáo hóa của Truyền Luân Thánh Vương. Đến khi các con đắc được, ta sẽ mừng thay cho các con. Lúc ấy, trên thiên không xuất hiện rất nhiều thiên nữ mặc y phục bảy màu. Họ bắt đầu giải hoa, mưa phùn ngừng rơi, bầu trời xuất hiện một cầu vồng rực rỡ, còn có rất nhiều đám mây ngũ sắc trôi theo làn gió, có cả rồng và phượng hiện thân. Đúng như câu nói rồng phượng hiện thân báo điềm lành vậy. Một người trông thấy cảnh tượng này liền thốt lên, đây quả là điềm lành tuyệt diệu. Không chỉ được các nhà tiên tri nổi tiếng thế giới nhắc đến, vị thánh vương ấy cũng được Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm được mệnh danh là thần sấm của Việt Nam nhắc tới từ thế kỷ 16, tiết lộ về nơi mà Ngài được sinh ra, trong đó có câu Bắc phương chính khí sinh ra, có ông bạch sĩ điều hòa hôm mai, song thiên nhật dạng sáng soi, thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường. Ngoài ra, Trạng Trình còn tiết lộ về họ của vị thánh vương này. Ngẫm về sau họ Lý xưa nên, dòng nhà để lấy dấu truyền, ngẫm xem bốn báu còn in đời đời. Và ông cũng tiết lộ về tên cuốn sách mà Ngài sẽ truyền ra. Bình thư mấy quyển kinh luân, thiên văn địa lý nhân luân càng màu. Ông cũng khuyên con cháu phải thủ đức giữ thân, để ngộ may gặp hội mây rồng, công danh rực rỡ, chép trong vân đài. Ông cũng nói những người chỉ hám danh, hám lợi thì cũng khó có được cơ duyên gặp Ngài. Kìa những kẻ vội lòng phú quý, xem trong mình một tí đều không, vì dù có gặp ngư ông,
lưới răng đâu dễ nên công mà hồng. Thưa quý vị, hiện tại yêu đàm Bà La Hoa mà Phật Thích Ca Mâu Ni nói đến năm xưa đã khai nở trên toàn thế giới. Điều mà chúng ta đợi và trông mong đã tới rồi. Đối diện tất cả những điều này, việc lựa chọn của mỗi chúng ta sẽ như thế nào đây? Hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của quý khán giả về loài hoa này nhé. Cuối chương trình, Hà Ngân kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, cũng như sức khỏe và cải thiện ngày càng tốt hơn. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta hãy thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh, và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.